này bữa nay hai chồng đi về quê, đi ngang phà cầu Mỹ Lợi thấy cảnh đẹp quá đứng lại quay. Hôm nay sương mù quá trời, sương mù luôn. Đây mình với bà xã mình về quê. Đây là cái cầu Mỹ Lợi đi hướng về Gò Công qua Tiền Giang. Sương mù mà nó coi như nó dày đặc luôn. Ủa giờ này cỡ mấy giờ em? 8 giờ mấy mà sương còn quá trời nhiều luôn. Bữa nay là nó sương mù nay sương nhiều. Tám giờ 23 phút sương còn quá trời sương. Coi chừng chiếc xe đó nó chùi, nó trượt chân trống nó ngã nha. Rồi giờ tiếp tục cuộc hành trình nha. Rồi thôi giờ tiếp tục.